Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Toyota Brush giảm giá 35 triệu đồng, quyết đấu Mitsubishi Spander. Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Sau giảm giá, Toyota Rush có giá bán mới là 633 triệu đồng, trong khi đối thủ Mitsubishi Spander AT chỉ có giá là 630 triệu đồng. Toyota Việt Nam TMV vừa có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đối với Toyota Rush chỉ còn 633 triệu đồng, giảm 35 triệu đồng so với trước đây, giá cũ 668 triệu đồng. Giá bán mới này giúp Rush cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ như Mitsubishi Spander AT giá 630 triệu đồng hay Spander Cross giá 670 triệu đồng. Tuy giảm giá bán, nhưng thiết kế, trang bị trên Toyota Rush vẫn được giữ nguyên. Mẫu xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ACN NCAP khi sở hữu hàng loạt tính năng an toàn bao gồm 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, ổn định thân xe điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, đèn báo phanh khẩn cấp EBS, camera lùi và cảm biến lùi. Sự khác biệt lớn nhất giữa Toyota Rush và các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc là tuy mang hình dáng MPV nhưng Rush được xem như một chiếc SUV chính hiệu bởi xe được thiết kế khung rời, chịu lực vặn xoắn tốt hơn khi di chuyển trên cung đường xấu, đồng thời tiếng ồn từ lốp chuyển tới khoang lái cũng ít hơn. Bên cạnh đó, việc sở hữu hệ thống treo sau đa điểm cũng là thứ ăn tiền trên Toyota Rush, khiến chiếc xe trở nên đầm chắc hơn trong mọi tình huống. Còn các đối thủ khác chỉ được trang bị thanh rầm chịu xoắn, thường chỉ được trang bị trên xe compact hoặc sedan đô thị. Khoảng sáng gầm xe cũng cao hơn, đạt tới 220cm, tương đương với các mẫu SUV khiến Rush có thể vượt địa hình khó một cách dễ hơn. Khả năng lội nước của chiếc xe lên tới 60cm cũng là một lợi thế. Tiếp đến, nhờ vào sử dụng hệ dẫn động cầu sau, tuy chỉ được trang bị động cơ 1,5 lít để tiết kiệm nhiên liệu, song Toyota Rush không hề yếu. Hệ dẫn động cầu sau giúp xe có lực đẩy tốt hơn khi lên dốc và tải được nặng hơn. Bên cạnh đó, theo nhiều chuyên gia và người dùng, Toyota Rush có những điểm ưu việt rất thực tế mà chỉ khi sử dụng xe rồi mới thấy. Họ không thể phủ nhận sự hữu dụng của Toyota Rush khi xoay sở trong phố hẹp hay độ bốc khi đi đường trường. Do đó, tại các thị trường như Malaysia, Indonesia thì Rush cùng với Avanza luôn là những chiếc xe bán chạy nhất của Toyota bởi giá trị sử dụng mà chúng mang lại. Và cuối cùng, là một chiếc xe thuộc thương hiệu Toyota nên Rush cũng có tiếng thơm là bền bỉ, ít hỏng vặt, chi phí sử dụng thấp cũng như được giá hơn khi bán lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các anh em có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về dòng xe Toyota. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ tới bạn bè. Đừng quên nhấn subscribe để nhận những video mới nhất từ Thế Sơn Toyota nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo trùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi,
thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.